Đình Trọng đón con trai đầu lòng. Huyền Trang bà xã trung vệ Trần Đình Trọng hạ sinh con trai ngày 2 tháng 1 tại Hà Nội. Chào mừng con đã chào đời bình an. Sự có mặt của con là niềm hạnh phúc sau bao tháng ngày ngóng chờ của bố mẹ. Bố mẹ thật sự hạnh phúc và tự hào khi có con, Đình Trọng thông báo tin vui tới bạn bè và người hâm mộ chiều 2 tháng 1. Huyền Trang, biệt danh Trang Heo, sinh con tại một bệnh viện tư ở Hà Nội. Đình Trọng và bà xã đặt tên thân mật cho con trai là Luffy, theo tên một nhân vật hoạt hình. Hiện tại, hai người chưa tiết lộ tên thật của quý tử. Do mùa giải 2022 đã kết thúc và không góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, Đình Trọng có nhiều thời gian để bên chăm sóc vợ con. Đình Trọng hẹn hò Huyền Trang từ năm 2014 khi anh còn là một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Huyền Trang sinh năm 1995, hơn Đình Trọng 2 tuổi, được nhiều người khen đẹp người, đẹp nét. Cặp trai tài, gái sắc tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 6 tại nhà gái ở Điện Biên. Dù chưa làm đám cưới, Đình Trọng và Huyền Trang đã đăng ký kết hôn. Trung vệ 25 tuổi tự nhận việc có vợ chính là thành quả lớn nhất của anh trong năm 2022. Đình Trọng sinh năm 1997, là thành viên của lứa U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 World Cup 2017. Tên tuổi của anh được nhiều người biết đến hơn sau khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á 2018 và vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia. Từng được huấn luyện viên Park rất trọng dụng nhưng sự nghiệp của Đình Trọng bị ảnh hưởng nhiều vì chấn thương. Hồi tháng 2 năm 2022, Đình Trọng chia tay câu lạc bộ Hà Nội để gia nhập Bình Định. Anh cùng đội bóng đất võ giành kết thúc V-League 2022 với vị trí thứ 3 và giành ngôi Á quân cấp quốc gia 2022.